chị và các bạn. Tôi tên là Nguyễn Thị Hương, năm nay 55 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua một người bạn, tôi được biết đến cái dòng sản phẩm chống lão hóa của công ty Skin. Thì cái tình trạng cái da mặt của tôi mà trước khi dùng đến hai cái sản phẩm rất là độc đáo của Skin là cái máy gạt NISPA và cái dòng dưỡng da Transformation, thì cái da mặt của tôi nó sạm, nó tối màu và nó có những cái vết nhăn ở cổ, cũng như là cái làn da nó không phẳng và nó có cái hiện tượng của cái người lớn tuổi là nó sẹo hai bên má này. Thì khi bạn tôi giới thiệu cái máy gạt NISPA và cái bộ dưỡng da Transformation, tôi thấy cái chữ chống lão hóa và tôi thấy người ta giới thiệu là cái máy này sau 5 phút sẽ làm trẻ da 5 đến 7 tuổi, thì tôi rất là thích và tôi mua luôn hai cái bộ sản phẩm này ngày đầu tiên để mà tôi dùng. Thì khi mà tôi về, mặc dù là tôi chưa có cái kỹ thuật, mới cầm cái máy lần đầu tiên tôi cũng chạy thử thôi, thì tôi thấy rằng là cái da mặt mình ngay một bên sau một cái quy trình là khoảng 5 phút, thì tôi thấy rõ ràng là giữa một bên phải một bên trái nó có độ sáng ra, sáng hơn hẳn. Mình thấy là có lẽ đúng như là người ta giới thiệu. Rồi sau đó thì bắt đầu tôi mới dùng đến cái sản phẩm Transformation là cái dưỡng da đó, tức là có một cái chai rửa và một cái chai serum cũng như là một cái cây dưỡng ngày có chống nắng và một cái hút ban đêm đó. Thì khi tôi dùng được khoảng 2 tuần đầu tiên thì tôi thấy cái da mình nó lại sạm xuống hơn, nhưng mà mình cũng đã được nghe cái khuyến cáo của những người dùng trước rồi là mình cứ yên tâm, mình cứ dùng đi. Thì tôi tiếp tục tôi dùng và cứ tiếp tục tôi dùng. Một tuần thì tôi chạy máy 2 lần và cái bộ Transformation đó thì tôi cũng dùng đều sáng và chiều. Như vậy thì sau khoảng là độ 1 tháng thì chính các bạn chị em hàng xóm xung quanh ấy, thì họ cũng hỏi tôi là bạn đi massage thường xuyên không, thì hỏi là có việc gì, thì người ta bảo tôi là tôi đang làm nhà. Tại sao bạn làm nhà vất vả như thế mà phơi nắng ngoài trời thế mà cái da mặt bạn càng ngày càng nó sáng, nó bóng, nó đẹp lên. Thế mình mới cười, mà không, mình chả có đi thẩm mỹ viện đâu, mình chẳng có đi thời gian đâu, đi massage đâu, mình dùng hai cái sản phẩm này. Như vậy là tôi cảm thấy là tôi khá là tự tin, bởi vì cái sản phẩm đó khi mình dùng nó có hiệu quả thật sự. Thế nhưng mà đến một cái hiệu quả hơn nữa thì sau khoảng gần 2 tháng thì khi tôi gặp lại người bạn cũ lâu không gặp, thì chị có hỏi tôi là bữa nay tôi nhìn bạn nó làm sao nó khác, trông bạn có một cái nét gì đó hình như nó trẻ hơn, hình như nó khỏe hơn. Thế mình bảo bạn nói thật không, thì bạn bảo nói thật. Thì bạn còn hỏi mình là bạn có đi thẩm mỹ viện không, thì mình nói không. Thì bạn bảo rằng là bạn nhìn thấy cái cần cổ mình không có cái vết nhăn, bạn nhìn thấy hai bên má mình này nó gọn, nó thon lại. Thì bạn cứ hỏi mình là có thật sự là bạn đi thẩm mỹ mà bạn gọi là dùng kỹ thuật mà gọt hai bên mặt như nào đấy. Thì mình cười không, mình rất là sợ dao kéo, thì mình có nói là thực sự mình dùng hai cái sản phẩm này, tức là bằng cái máy gạt NISPA nó chạy và bằng cái bộ Transformation. Thì thực sự là hôm nay mình rất là happy với cái da mặt mình, nhất cái cần cổ mình nó không có vết nhăn, thứ hai là hai bên má mình nó gọn, nó không có cái vết, không có cái sự chảy xệ của cái độ tuổi tầm tuổi mình. Và cái mình thích nhất đấy là khi mà cái da mặt mình mọi người đều nhìn thấy là bảo nó bóng, nó sáng, nó khỏe. Và khi mình ra ngoài mình rất là tự tin, đôi khi mình chỉ có là bôi dưỡng da thôi và một chút son, một chút má hồng, chứ mình cũng không cần phải phủ mấy lớp phấn như ngày trước nữa. Thì thực sự ngày hôm nay là cái da khi nó khỏe thế thì mình đủ tự tin khi đi ra ngoài, không cần phải bôi chát rất nhiều lớp phấn. Và mình rất là happy đối với hai cái sản phẩm này, nó cho mình một cái làn da khỏe, một làn da sáng và nhìn là thấy có cái sức sống của cái làn da đó. Và mình vẫn đang tiếp tục xài hai cái sản phẩm này.